Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục là cập nhật những thông tin đáng chú ý về bàn cờ quân sự trên thế giới. Chúng ta biết là tình hình bây giờ nó rất nóng về cái câu chuyện mà Ukraine đang quốc hữu hóa một loạt các công ty tập đoàn của Ukraine trở thành tài sản của nhà nước. Vì tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang cần rất nhiều tiền. Nhưng mà trong đó đáng buồn là lại quốc hữu hóa một cái doanh nghiệp mô tô sinh, trong đó có các nhà đầu tư của Trung Quốc, và Trung Quốc rất phẫn nộ về việc này. Vậy vì với cái động thái mà Ukraine hiện tại bây giờ đang cưỡng chế sử dụng quyền lực và lạm dụng quyền lực để quốc hữu hóa những tập đoàn doanh nghiệp của Ukraine, nó có được gọi là độc tài không anh chị các bạn? Nó được gọi là lạm dụng quyền lực không? Đây rõ ràng là lạm dụng quyền lực và là một chế độ độc tài được bảo kê bởi nước Mỹ. Và phía Trung Quốc thì rất quyết không từ bỏ quyền lợi hợp pháp của mình ở đây. Rất quyết không từ bỏ. Thì không biết là những thành phần Me Tây nói sao về cái động thái này. Nếu như câu chuyện quốc hữu hóa kiểu này nó mà diễn ra ở Trung Quốc, ở Việt Nam ấy, thì quý vị anh chị bạn quan tâm đấy. Cái dàn đồng ca của các tổ chức ngoại vi, của các tổ chức ngoại vi Hoa Kỳ, nó phải kêu gào từ ngày này sang ngày khác. Nó suốt ngày rêu rao là chế độ độc tài. Sau đó bóc lột tài sản của nhân dân, bóc lột tài sản của giới tài, tài phiệt của giới tư bản để làm giàu cho chế độ. Thế ngày hôm nay Ukraine cưỡng chế một loạt các tập đoàn, trong đó các tập đoàn mô tô sinh chuyên sản xuất về động cơ máy bay và những động cơ khí động học trong nông nghiệp cũng như là công nghiệp. Đây là một động thái cho thấy là Hoa Kỳ đang bảo kê bảo hộ để tận dụng tất cả mọi tài sản Ukraine có cho chiến dịch quân sự đặc biệt và làm giàu cho chính Hoa Kỳ chứ không ai khác. Như những video trước thì Vũ Quang đã bình luận về kịch bản mà ông Macron ấy chuẩn bị cho khả năng phản ứng cho chiến tranh. Đó là một tín hiệu để cho EU chuẩn bị phản ứng với nội chiến ở châu Âu. Và cũng là một tín hiệu cho các quốc gia châu Âu ấy, tìm con đường độc lập tự chủ tự cường, thoát ra khỏi cái ô dù an ninh của Mỹ. Đó là cái ô dù ăn cướp chứ không phải ô dù mang lại sự thịnh vượng cho lục địa châu Âu. Châu Âu không thể không thừa nhận rằng sự thịnh vượng và phát triển ổn định của mình mà lại không phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc. Không thể nào không thừa nhận điều này được. Sau hơn 8 tháng diễn ra xung đột ở tại Ukraine, người ta chỉ thấy là Hoa Kỳ ngày càng cực đoan hơn trong cái chính sách độc tài cai trị của mình. Ngày càng cực đoan hơn trong việc đẩy cao trào xung đột ở trên toàn cầu nhằm duy nhất một mục đích là ban phát cho cả thế giới quyền bá chủ của nước Mỹ để thao túng thị trường thương mại, thao túng địa chính trị, địa năng lượng. Và từ đó làm giàu riêng cho giới tư bản của phương Tây. Còn nếu như trong thế giới đa cực ấy, Mỹ không bao giờ làm được điều đó nữa. Mỹ không bao giờ đơn phương độc mại, thích làm cái gì trên thế giới thì làm được. Nó không bao giờ còn có điều đó nữa, thưa quý vị anh chị các bạn. Vậy thì xung đột ở tại Ukraine nó đã mở mắt cho cả thế giới chưa? Có lẽ cái điểm mở mắt quan trọng nhất ấy, đó chính là năm nền kinh tế mới nổi. Nó đang được sự chào đón của rất nhiều quốc gia và đều là những trọng điểm quan trọng trong vòng tròn Á-Âu và nắm giữ rất lớn về năng lượng ở trên thế giới và huyết mạch ở trên toàn cầu. Họ sẽ trở thành một liên minh xây dựng trong một thế giới đa cực, thúc đẩy một đồng tiền dự trữ quốc tế mới và nhiều cổng thanh toán mới trên thế giới, đem lại quyền lợi cho tất cả gần 8 tỷ dân trên toàn cầu, xóa sổ đi chế độ đó là đơn cực chủ nghĩa đế quốc thực dân và làm mất đi quyền bá chủ của đồng đô la để xem Hoa Kỳ có còn tiếp tục giao giảng về dân chủ nhân quyền trên toàn cầu nữa hay không. Chiến dịch ở tại Ukraine càng kéo dài thì Hoa Kỳ cùng với đồng minh của Mỹ càng rơi vào thế bí. Mặc dù tất cả chúng ta đều biết cái bẫy ở tại Ukraine được răng ra là dành cho Nga. Nhưng mà cái đánh giá sai lầm của phương Tây là không thể nào lường trước được sức ảnh hưởng của Nga cũng như là tầm vóc
kinh tế của Nga trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để rồi sau hơn 10.000 lệnh trừng phạt, Liên bang Nga vẫn vững như bản thạch, còn tập thể phương Tây thì bắt đầu lung lay sụp đổ, bắt đầu đi tìm cách để bảo vệ quyền lợi riêng cho mình. Sự chia rẽ rất rõ đối với cả đồng minh và chư hầu của Mỹ. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta biết ở tại Ý, nó tạo ra một cơn phẫn nộ rất lớn chỉ vì vấn đề viện trợ vũ trang cho Ukraine. Và người dân đã xuống đường phản đối và biểu tình việc này. Và đến ngày hôm nay thì Ý đã quyết định là ngừng giao vũ khí cho Ukraine. Ý ngừng giao vũ khí cho Bộ trưởng Quốc phòng của Ý trong một cuộc phỏng vấn nói rằng là Italy đấy không chuẩn bị các lô vũ khí mới để chuyển giao cho Ukraine nữa, sẽ dừng việc này. Chúng tôi không chuẩn bị gói thứ 6, các lệnh liên bộ với danh sách vũ khí cho Kiev và không nói về việc cung cấp tên lửa cho Ukraine. Chúng tôi không loại trừ rằng trong tương lai sẽ có chỉ thị mới của NATO và Liên minh châu Âu về việc hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Ukraine. Nhưng hiện tại chúng tôi đang hoàn thành việc cung cấp vũ khí mà chính phủ tiền nhiệm đã hứa. Nhưng mà trong việc này tại sao bản thân Ý lại nói về cái việc là chúng tôi tin tưởng là trong tương lai sẽ có một cái lệnh mới từ NATO và EU. Đây chính là gánh nặng được cảnh báo trước trong bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Mỹ sẽ lấy cái cớ do Đảng Cộng Hòa phản đối cái việc viện trợ vũ trang cho Ukraine để dừng viện trợ vũ trang. Thế nhưng mà tạo sức ép cho EU buộc phải viện trợ và không được cắt đứt, đó là dòng vũ khí từ phương Tây vào trong Ukraine. Nhưng mà cái khốn khổ cho cả tập thể phương Tây là đang viện trợ vào một hố đen. Họ đang viện trợ vào cho một cái chính quyền mà không có đoàn kết của nhân dân, không có tinh thần lãnh đạo từ trên xuống dưới, mà họ chỉ tập trung để đục khoét tài nguyên thiên nhiên và tài sản quốc gia thôi, cũng như là tài sản của các nước phương Tây viện trợ cho thôi. Chứ họ không tập trung vào việc đoàn kết toàn dân để chống lại Nga trên chiến trường. Thế thì nó là một cái hố đen chứ đâu có phải là một cái quốc gia độc lập. Khi đã là chư hầu của Mỹ rồi thì làm gì còn tinh thần chiến đấu vì quốc gia dân tộc nữa, mà vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan thôi, vì tân phát xít thôi, vì quyền lợi của một nhóm người thôi, chứ không phải vì cả đất nước dân tộc Ukraine được. Chúng tôi có những khuôn khổ cho phép đưa ra quyết định về nguồn cung cấp quân sự cho đến ngày 31 tháng 12, người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết việc này. Tức là vẫn còn, nhưng đến giờ tạm dừng. Đồng thời, ông không loại trừ rằng ở cấp độ chính trị có thể thông qua quyết định về cách tiếp cận vấn đề khác. Ngoài ra, ông nói rằng là đàm phán là giải pháp đúng đắn nhất và duy nhất để giải quyết vấn đề xung đột ở tại Ukraine. Mà việc này thì rõ ràng là phương Tây đã quan tâm ủng hộ đâu. Người không bao giờ muốn chấm dứt được xung đột Ukraine đó chính là Mỹ. Mỹ luôn muốn châu Âu và Nga phải sụp đổ, cả hai khu vực sụp đổ hết, để bắt buộc phải gì ạ? Phải phụ thuộc vào Mỹ, thuần phục Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng tôi đã nói về nhu cầu đối thoại giữa các bên ngay từ đầu cuộc xung đột, cần phải chấm dứt các hành động thù địch, ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết thiết lập lại hòa bình cho Ukraine. Thế thì tại sao Ý là quốc gia ủng hộ cho việc đàm phán thiết lập lại hòa bình nhưng vẫn cứ phải viện trợ vũ trang cho Ukraine? Trên đe dưới búa chạy đi đâu được, trên đe dưới búa chạy đi đâu được, buộc phải viện trợ thôi. Hoa Kỳ ngày hôm nay đưa ra một cái động thái đáng buồn dành cho Ukraine là Hoa Kỳ không giao UAV cho Kiev vì sợ leo thang xung đột. Tín hiệu này là đang gửi tới cho ai? Cho châu Âu. Và bắt Kiev phải gây sức ép cho chính EU. Trong khi đó những ngày gần đây thì người ta đang lo lắng về một cái cơn bão dòng người di cư từ Ukraine sang EU. Hoa Kỳ sẽ không chuyển giao máy bay không người lái công nghệ cao cho Ukraine để không xảy ra leo thang xung đột, bất chấp yêu cầu của Kiev và một nhóm nghị sĩ nước này. Đưa tin dẫn lời các quan chức của Hoa Kỳ cho biết. Theo tin báo đăng thì Lầu Năm Góc đã từ chối yêu cầu Ukraine về việc cung cấp máy bay không người lái công nghệ cao cho Ukraine để tránh leo thang xung đột rộng ra khỏi Ukraine. Công ty phát triển máy bay không người lái xác nhận rằng là công ty đã biết về quyết định nói trên. Trước đó thì báo này đưa tin một nhóm nghị sĩ của Mỹ
đã khiếu nại với người đứng đầu Lầu Năm Góc Lockheed Martin và sẽ kêu gọi chuyển giao máy bay chiến đấu không người lái công nghệ cao cho Ukraine. Nhưng mà việc chuyển giao này sẽ nguy hại là có sự đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga ở trên chiến trường. Điều mà Nhà Trắng luôn cố gắng để né tránh nó, nhưng lại muốn đẩy những quốc gia ở sườn đông NATO vào cái xung đột này. Nào xung đột này. Thì trong quá trình mà đang có yếu tố độc lập của mỗi quốc gia ở tại châu Âu đấy, và họ không đồng thuận trong một kế hoạch như Nhà Trắng để hỗ trợ cho Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường, thì gần đây tuyên bố của ông Zelensky cho thấy sự chia rẽ trong NATO ngày càng trầm trọng hơn. Các quốc gia NATO ít nhất là trong một khoảng thời gian dài vài tháng gần đây, họ viện trợ rất hạn chế hoặc không viện trợ hoặc rất chậm viện trợ. Nhưng về hô hào và các cuộc họp thì thường xuyên diễn ra. EC thì từ chối áp đặt giá trần dầu thô của Nga. Nó cũng là một cái kịch bản thất bại dành cho tập thể phương Tây rồi. Họ đang bàn luận về những điều không thể diễn ra mà họ vẫn cứ bàn. Việc Zelensky sẵn sàng đối thoại với Moscow cho thấy trong NATO có sự chia rẽ trầm trọng. Nhà báo cho biết là trong một bài viết trên các tạp chí của Thổ Nhĩ Kỳ về điều này, Zelensky nói rằng ông ta sẵn sàng đàm phán với Putin. Sự kiện này cho thấy tình thế của lực lượng vũ trang Nga và sự chia rẽ trong Liên minh Đại Tây Dương là rất rõ. Họ đã mệt mỏi và không muốn tiếp tục nhìn cuộc xung đột Ukraine và không thể tiếp tục ủng hộ cho Ukraine nữa. Tác giả lưu ý đến thực tế là Washington đã bị mất ảnh hưởng của mình. Các nước EU tiếp tục rời xa nhau để tự cứu mình trong bối cảnh khủng hoảng đang diễn ra ngày càng trầm trọng hơn. Quốc gia đi đầu trong việc tìm con đường cứu mình đó là Cộng hòa Liên bang Đức, nền kinh tế đứng đầu của châu Âu. Việc Berlin bất chấp mọi lời phản đối từ Mỹ vẫn sẵn sàng phát triển quan hệ Moscow và Trung Quốc là một ví dụ điển hình nhất. Đây được gọi là đầu tàu tiên phong cho việc độc lập phát triển con đường đi riêng của mình. Điều sẽ làm mâu thuẫn với quan hệ với Hoa Kỳ, đó là xuyên Đại Tây Dương về nền kinh tế. Nhưng mà chính Pháp với lại Đức thì đã đưa ra một lời cảnh báo sẽ có một cuộc chiến tranh dành cho Hoa Kỳ trong thương mại xuyên Đại Tây Dương. Và EC cũng có lời cảnh báo dành cho Mỹ sẽ đáp trả một cách gay gắt và quyết liệt trong những động thái luật lệ thương mại mới của Mỹ gây mất ổn định và không có sự cạnh tranh công bằng theo WTO, theo chính sách bảo hộ của gì của Nhà Trắng. Mọi thành viên đều đang bận rộn để cứu mạng chính mình, nhà báo để tổng kết. Họ không còn thời gian để tiếp tục nghĩ tới câu chuyện ủng hộ cho Ukraine nữa. Sau khi báo chí phương Tây đưa tin Kiev bị thúc ép đối thoại với Nga, ông Zelensky đã nêu ra các điều kiện của Ukraine để bắt đầu đối thoại. Theo ông ta thì đó là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng hiến chương của Liên Hợp Quốc, bồi thường chiến tranh và trừng phạt những kẻ gây ra tội phạm chiến tranh đấy. Đây là một động thái cho thấy là bản thân tập thể phương Tây cùng với lại Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã không còn tinh thần đoàn kết và đã mệt mỏi với chiến dịch xung đột ở tại Ukraine diễn ra. Điều mà Nhà Trắng không mong muốn nhưng bắt buộc vẫn phải thực hiện. Trong khi đó chúng ta biết là Nga gần đây thì đã quyết định rút quân khỏi Kherson. Và ngày hôm nay thì Nga nêu lý do rút quân khỏi Kherson, tiết lộ những thương vong dành cho đó là Ukraine, là thương vong rất lớn. Nga tuyên bố một trong những lý do dẫn đến quyết định rút quân khỏi Kherson ở miền nam Ukraine là nhằm đảm bảo tính mạng của binh sĩ và dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh là rút quân khỏi đó thành phố Kherson và thiết lập một tuyến phòng thủ mới theo dọc sông đó là Dnipro. Tướng Nga cho rằng là đập đó là Kakhovka đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine, và nếu Kiev tiếp tục tấn công con đập này, điều đó có thể khiến những khu vực đó là rộng lớn bị ngập lụt, dẫn đến thương vong lớn cho dân thường, đồng thời khiến các binh sĩ Nga trong khu vực bị cắt đứt khỏi các lực lượng còn lại. Bộ trưởng Shoigu cho biết và ông đồng ý với nhận định của tướng Surovikin và ra lệnh rút quân khỏi đó là Kherson. Theo vị tướng Surovikin thì quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng trong những cuộc giao tranh gần đây. Trong vòng một tháng thì Ukraine đã mất hơn 12.000 binh sĩ. Trong tháng 10, riêng tháng 10 là 12.000 binh sĩ. Cùng với hơn 200 xe tăng, 800 xe bọc thép khác và 18 máy bay chiến đấu.
Ông xác nhận là tổn thất của Nga thấp hơn từ 7 đến 8 lần so với Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10. Chỉ riêng các cuộc tấn công Ukraine ở Kherson đã khiến Kiev thiệt hại hơn 9.500 người, ông Surovikin tuyên bố. Riêng năng suất đã bị lớn như vậy rồi. Sự tổn thất lớn như hiện tại của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là một tổn thất và khó khăn lớn dành cho tập thể phương Tây trong quá trình viện trợ toàn diện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Phương Tây không thể nào bù đắp lại về mặt nhân lực để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc phản công trong mùa đông năm nay. Hiện tại bây giờ đang là những cơn mưa giao mùa và gây khó khăn rất lớn cho các đà tấn công. Nhưng Nga lại sử dụng hỏa lực vượt trội của mình, đó là hỏa lực đường không, để gây tiêu hao và chặn đứng các đà tấn công, tiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây cũng là một điểm khó khăn mà tập thể phương Tây chưa tìm được nút thắt và tháo gỡ cho nó. Những vũ khí tầm xa thì phương Tây lại không tự tin để viện trợ cho Ukraine vì lo ngại leo thang xung đột ra ngoài, tạo ra thế chiến thứ ba, thì đó là dấu chấm hết của lịch sử nhân loại. Đây là những gì mà Vũ Quang muốn cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn để thấy rằng tập thể phương Tây muốn cố gắng để gây hại cho Nga và phần còn lại thế giới. Sự cố gắng đấy đang dẫn dắt đồng minh châu Âu Hoa Kỳ đi tới con đường độc lập tự chủ và họ đang tự hủy hoại chính nền kinh tế của mình. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.